Atlas trên Solana cắt giảm hơn 70% nhân sự. Theo thông báo đăng tải trên Discord vào ngày 25 tháng 7, đơn vị phát triển Star Atlas là ATMTA đã quyết định tái cấu trúc hoạt động của công ty nhằm đối phó với tình cảnh khó khăn hiện tại, với một phần trong đó là cắt giảm nhân sự. ATMTA cho biết sau giai đoạn 2021 tăng trưởng nhanh chóng, công ty đã trải qua thời kỳ downtrend 2022 đến 2023 với muôn vàn trắc trở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu và khả năng lôi kéo người chơi game. Đội ngũ phát triển thừa nhận 1/3 doanh thu bán vật phẩm trong game được giữ dưới dạng token Atlas của Star Atlas, vốn đã suy giảm nghiêm trọng trong một năm trở lại đây. Chưa dừng lại ở đó, ATMTA còn thiệt hại 15 triệu USD vì sự sụp đổ của sàn FTX vào tháng 11 năm 2022, chiếm một lượng đáng kể dự trữ tiền mặt của dự án. Nhật Bản sẽ có thêm nhiều chính sách khuyến khích Web3. Phát biểu thông qua video ở ngày đầu khai mạc, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản đang lên kế hoạch cải thiện môi trường pháp lý để khuyến khích các token Web3 và hồi sinh lại nền công nghiệp nội dung đang lụi tàn của đất nước. Đồng thời, các nhà lập pháp cũng không bỏ quên những chính sách bảo vệ quyền lợi người dùng. Do đó, ưu tiên trong chính sách kinh tế của ông là thúc đẩy tăng trưởng và phân phối của cải bằng cách tập trung vào đổi mới, khởi nghiệp và chuyển đổi kỹ thuật số. Tiết lộ này làm cộng đồng thi nhau dự đoán đó là ông lớn nào. Trong khi chỉ vài tháng trước đã có Furisu và Mitsubishi bắt tay xây dựng khu kinh tế Metaverse. Thông điệp ủng hộ Web3 được phát đi xuyên suốt trong khuôn khổ sự kiện WEBEX 2023. Trước video phát biểu của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP đang cầm quyền là Koichi Hagida cũng lên sân khấu để bày tỏ lập trường của đảng này đối với Web3. Sam Bankman-Fried bị cấm phát ngôn sau khi tiết lộ tài liệu riêng tư của Caroline Ellison. Cựu CEO FTX đã bị cấm phát ngôn trước truyền thông sau cáo buộc làm rò rỉ tài liệu riêng tư của Caroline Ellison nhằm nỗ lực ngăn cản cô gây bất lợi cho mình trước các phiên đối chất. Theo hồ sơ tòa án, Sam Bankman-Fried vào tuần trước đã gửi đến tờ New York Times một số tài liệu riêng tư, cụ thể là nhật ký của cựu giám đốc Alameda Research, Caroline Ellison, để tác động lên chiều hướng dư luận, giúp ông giữ được lợi thế cho các phiên đối chất sắp tới. Song, hành động của Sam bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ chỉ trích là đang cố cản trở một môi trường pháp lý công bằng. Đáp lại, luật sư bào chữa McCohen cho rằng lệnh cấm của bên công tố là vô căn cứ và SBF không có ác ý đằng sau hành động của mình. Các luật sư kết luận rằng SBF sẽ đồng ý với lệnh cấm phát ngôn nếu tòa án ra phán quyết và họ sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào liên quan đến vụ việc. Flash Boltis triển khai mã nguồn mở cho MEVCNOT. Thông báo về việc triển khai mã nguồn mở đã được đội ngũ Flash Boltis đăng tải trên website chính thức của mình. Cụ thể, Flash Boltis cho biết động lực lớn nhất sau quyết định này là để minh bạch hóa các khâu sắp xếp và phân bổ lợi nhuận sau các giao dịch MEV. MEVC là mạng lưới cho phép phi tập trung hóa các vai trò trong chuỗi quá trình gửi, sắp xếp xác thực giao dịch. Cụ thể, người dùng sẽ gửi thông tin về giao dịch cho các MEVC node, các đơn vị searcher sẽ sắp xếp và gửi đến đơn vị block builder để tiến hành xác thực trên mạng lưới mainnet. Điểm hay của mô hình này là người dùng nếu gửi thông tin về các giao dịch thông qua node của MEVC sẽ được đảm bảo hoàn trả một lượng tiền, trích phần trăm từ lợi nhuận của các searcher. Dù vậy, cách tiếp cận này cũng dấy lên những lo ngại về độ minh bạch và phi tập trung khi mà phần lớn các giao dịch sẽ được gửi cho các node một cách riêng tư private.